Ông Nhi ơi. Mẹ con sợ. Tôi không có nhìn mãi nhìn bà đâu. Tôi phải nặng đứa nhỏ mới ra được. Ông Nhi ơi. Trời ơi, để cho tôi đỡ được. Nếu không đứa nhỏ chết ngộp nữa. Rặn đi. Rặn đi. Rặn đi. Rặn đi. Không có đứa nhỏ chết ngộp. Ra rồi. Con. Không đi con. Không đi con. Tìm người cứu con tôi đi. Phải sao khỏe mạnh nha con. Con về nói với thằng Mô, nếu cần thì cha con nó cứ về nhà này mà ở. Ở đây dì chỉ sống có một mình à. Có thêm cha con nó về thì nhà thêm vui chứ có gì đâu. Dì không sao hết. Có ảnh ở chung với dì con cũng an tâm hơn. Thôi được rồi, để con về con nói với ảnh. Rồi ảnh muốn quyết sao thì quyết ha. Sao mà tôi bỏ đi được cô Hồng. Cô giúp đỡ cha con tôi vậy mà. Tôi cũng có việc làm bên anh Tư Lì rồi. Mỗi tháng tôi sẽ phụ cô trả nợ. Anh làm ơn đừng tử tế với tôi được không? Cô là người tốt. Cô tốt lắm cô Hồng. Tại vì bà Năm bệnh, rồi tiền thuốc thang tốn kém, cho nên cô phải làm cái nghề. Không có đứa nào đi làm cái nghề này mà nó lại không đổ thừa cho gia đình hết. Tôi không có gì ai hết. Tại tôi ăn chơi, tôi lêu lỏng. Tại tôi muốn có nhiều tiền, nhưng mà tôi không có muốn lao động. Cô Hồng, cô không phải đồ bỏ đi. Cô Hồng là người tốt. Tôi giạt dẻ thương cô Hồng lắm. Em bé Lâm dễ thương quá à. Mà không được, không được thương lại em bé Lâm. Sao không? Tại vì đã có em bé dễ rồi à. Đã có chế mô rồi. Chứ giờ kêu gì? Vậy bây giờ còn thiếu mẹ thôi. Con sẽ đặt tên cho nó là mẹ Lâm. Chế mô chịu không? Ừ, dĩ nhiên cho mẫu chịu rồi. Mẹ Rơm của hạt dẻ. Dẻ dương quá à. Thằng Rơm, cái đầu chôm bơm, chân tay đuổi quạ. Chân tay đuổi quạ. Cho lúa trổ bông. Cho đồng nặng hạt. Cho bát cơm đầy. Thằng rơm rạ.